Nemo TV và các anh em ở trên YouTube đang xem lại. Ngày hôm nay chúng ta K2 lại đến với một tựa game mới nữa. Con game này nó không kinh dị đâu anh em ạ. Tôi nghĩ là không phải game kinh dị đâu mà vừa vào thì cái mặt thằng kia sợ thế. Thể loại game này là thể loại tôi không biết phải gọi là thể loại pixel hay thể loại gì nữa. Một thể loại game mà nhìn trông nó cứ creepy nào ấy. Rồi, wake up xem sao nhá. Khi game này game hài nên nhưng mà nhìn mặt thằng này trông nghiêm túc lắm, không phải hài đâu. Tỉnh dậy cái xem nào. Anh ta mở mắt ra rồi. Đéo gì đấy? What? Rất khó để cho tôi có thể biểu cảm được cảm xúc, thể hiện được cảm xúc. Tôi rất coi như là ghen tị đối với con người, những người khác. Họ có thể biểu hiện khuôn mặt một cách tự nhiên. Là sao? Còn tôi thì cứ phải ra những cái quyết định để điều khiển cơ mặt của mình mỗi lần muốn thể hiện cảm xúc. Mỗi sáng tôi đi vào nhà vệ sinh để xác định xem khuôn mặt của mình sẽ như thế nào ngày hôm nay. Quái vật ngoài hành tinh à? Là sao? Ấn nút cách để nhìn thấy những vật có thể tương tác được. À đây. Đây là cái gì? Mẹo game. Vai cả trường. Lấy được một lại túi rác anh em ạ. Tôi biết mật mã là gì. Sau tất cả đây chính là nhật ký của tôi. Mật mã là gì ai biết được? Một cái cốc trống. Rồi sao? Cầm rác đi đâu đây? Thằng kia thỉnh thoảng chớp mắt nhìn kinh nhờ. Có một cái gì liên quan đến bia, tôi cố gắng để lau nó bằng báo à. Cái đéo gì này? Tờ báo à? Một tờ báo vào buổi chiều ngày thứ bảy ngày 12 tháng 11 lúc 1 giờ chiều. Một vụ cháy xảy ra trong một căn hộ đã giết tất cả người bên trong. Cảm ơn anh em cái gì fan gì fan xin. Căn hộ này được sử dụng bởi một nhóm lãnh đạo bởi ông La. Cảnh sát điều tra vụ án và mọi thông tin liên quan đều đang bị cấm không được tiết lộ ra ngoài. Ta một vụ cháy. Rồi sao? Ô, đây là ra khỏi căn hộ từ từ. Thế cái nhà vệ sinh đâu? Rõ ràng thằng đấy nó bảo là nó mỗi sáng nó đều phải vào nhà vệ sinh để nó xác định khuôn mặt cái mẹ gì mà. Nhà vệ sinh đâu? Thấy kiểu thằng thủ phạm ý. À đây gương đây. Khi tôi nhìn vào cô hút chin ngày hôm nay, cô ấy sẽ hỏi là tôi như thế nào. Giống như mọi ngày. À, khi mà tôi gặp được cô hút chin, cảm ơn Dũng Cú Teo. Tôi sẽ trả lời là tốt. Cái gì đấy? Ôi vãi trưởng. À, mình đang set up khuôn mặt thằng này là người ngoài hành tinh à? Hay là nó không thiện cảm xúc cho nên là bây giờ mẹ... Nó sẽ xác định trước là trong ngày hôm nay sẽ có những sự kiện để xảy ra. Và nó sẽ xác định trước là mặt nó sẽ như thế nào. Vai. Nếu tôi nhìn thấy một con chó ở trên đường. À thì phải buồn. Buồn. Đéo ở đây. Cái đéo ở đây. Ui mẹ game.
Phải cút. Buồn. Thế cảm xúc buồn. Rồi. Bạn đã có khuôn mặt buồn. Rồi. Tiếp. Nếu có một tên lạ mặt tiếp cận vào tôi ở cửa hàng, tôi sẽ dọa cho hắn ta phải chạy chỗ khác. À, dọa. Khuôn mặt tức giận. Làm sao? Bố láo tao á? Mày dám tiếp cận tàu anh tao á? Không được, bộ mặt này là bộ mặt thể hiện sự kinh tởm. Nếu phải mình phải làm cho nó tức giận. Mắt trợn. Đây, rồi, đây. Dọa cho sợ luôn chứ bố. Nó mẹ game. Nếu như tôi biết được kẻ thù truyền kiếp của mình đã chết, tôi sẽ cười. Kẻ thù truyền kiếp đã chết, cười. Xuống. Rồi, ngon rồi. Không cần phải che giấu làm gì. Nếu có ai khiến tôi bất ngờ với một cuộc gọi. À, bất ngờ với một cuộc gọi à? Bất ngờ thì chắc là mồm sẽ há hốc ra đúng không? Mắt trợn. Đúng không? Bất ngờ khi có một cuộc gọi không định trước. Không được. Mày phải là bất ngờ như nào? Chắc là mắt trợn lên thôi. Đây, mắt trợn. Không hiểu sao ông kiếm đâu được mấy con game này nữa trời. Ở đây đâu có cái submit tôi biết mà. Nếu thấy có ai đó đang ẩn nấp thì mình phải sợ. À rồi, sợ thì tôi vừa mới làm sợ xong. Sợ chưa? Đây là buồn. Sợ thế nào? Đây. Ơ như xong rồi đúng không? Được rồi. Mình có nhiệm vụ mới là đi đổ rác. Vâng. K1 vừa vì đổ rác xong, K2 lại đổ rác. Rồi. Game. Mày là đầu tiên tôi gặp một game thể loại nó bố đời như này các em ạ. Công nhận bố đời thật. Ô, ai gọi đấy? Đây, khuôn mặt tỏ ra bất ngờ hả? Khi có cuộc gọi. À, kinh đấy chứ. Này. Hả? Tại sao anh không trả lời điện thoại mà họ đưa cho anh? Ừ. Anh đã nghe tin gì chưa? Cha Loren đã chết rồi. Gặp tôi ở nhà ga. Cha Loren là ai? Cha xứ à? Điện thoại di động. Reo. Lila, xin em. Anh xin em hãy để anh quay trở lại. Con game này có tên là Who is Lila anh em ạ. Có nghĩa là Lila là ai? Thế nào? Đây là điện thoại của ai đó. Có ai đó gọi đến cho tôi, xong lại bảo là cho anh quay trở lại là sao? Không, đoạn này không làm mặt buồn mặt biết được anh em ạ. Đoạn này không làm mặt buồn được, chỉ có đi vào trong nhà mới làm được mặt các thứ thôi. Thế là mình tên Lila. Phải, Lila là tên con gái mà. Vứt rác ở đâu đây không biết.
Đồ họa này nha anh em, nhìn ban đầu tôi nghĩ là anh em sẽ nghĩ rằng là đồ họa này được vẽ, nhưng mà nó thực sự là đồ họa 3D đấy. Nếu như anh em đã từng dev game rồi anh em sẽ biết, đồ họa này là đồ họa hoàn toàn 3D nhá. Nhưng mà nó dùng cái bộ filter, không, filter thì không phải, nó dùng một cái bộ post processing để biến toàn bộ cái hình ảnh 3D trở thành cái dạng như thế này. Mình có thể teleport thông qua cửa bằng cách double click vào trong setting game play. Cái này là cái gì? Đây là ai? À đây là cô Hút Chin đây. Đây, đây là người vẫn thường ban ngày vẫn hay hỏi thăm sức khỏe của mình đây. Từ từ tôi cho cái nhạc nó bé đi nhá. Đau hết cả đầu. Nhạc to đau hết cả đầu, nghe lúc đau hết đầu. Tôi nhạc bé lại rồi. Cười. Đấy, chào em. Đấy, trời ơi, cười tươi lắm. Anh đi đâu vào sáng sớm thế này? Anh chỉ đi vứt rác thôi. Em hút, à bà hút, à tôi chỉ, đây là bà già. Ở đâu không phải bà già, Missy này, Miss này, à không, Miss này có nghĩa chưa có chồng đúng không? Đây có phải bà già không nhỉ? Đây là bà chủ nhà hay là em chủ nhà? Đây là bà chủ nhà đúng hơn. Bà Hút Chin hay là cô Hút Chin? Tại vì là tôi nhìn này tôi giống kiểu người già, nó phải người trẻ. Mà thực ra về cái đồ họa này mình cũng đéo biết là người già hay người trẻ luôn. Có rất nhiều những con quạ ở gần thùng rác của chúng ta. Và cả bọn gián nữa. Ok, tôi sẽ đi đổ rác đây cô Hút Chin ạ. Cẩn thận đấy nhé. Rồi, đi ra ngoài đổ rác thôi. Ui mẹ, thế này nhìn thấy cái mẹ gì, đây là quạ hả? Đồ họa game. Thùng rác đâu? Này nhìn thấy cái đéo gì? Ô tổ sư. Chắc là thùng rác đây. Rồi, ném rác xong rồi. Bây giờ là mình bắt xe buýt đến trường. À. Nào thì bắt xe buýt đến trường, xe buýt đâu? Éo ơi, sao K1, K2 giống nhau nhỉ? Đi đường nào để ra xe buýt? Ơ? Đi ra xe buýt đường nào? À chắc ra đây. Ờ à, đây, đường ra ngoài đường đây, khổ. Đau hết cả mắt. Đây rồi. Ô tổ game. Anh em thấy tôi tìm những con game bố đời không? Anh em sẽ đéo thì tìm được cái con game. Những thằng streamer khác chơi con game về đâu anh em ạ. Đi đến đâu à? Đi đến trường. À từ từ đã. Mình phải đi gặp cái thằng gì ở nhà ga trước đã. Sau đấy mình mới đến trường. Ai nói chuyện với Sir Chup New. Đâu nhỉ? Đấy thằng đéo nào. Nhìn thấy cái tàu xong bảo ước gì tôi có thể đi thật xa. Ủa đây à? Ui vãi. À đây rồi, mặt ông ấy đây rồi. Bây giờ mới nhìn thấy mặt người nói chuyện với mình. Này, cậu kia. Chào Sir Chup New. Tôi thấy cậu có vẻ không khỏe cho lắm. Cậu có thể lại gần đây được không? Ông ta có vẻ kỳ lạ. Giống như những người già, mùi của người già. Và có thứ gì đó khác lạ. Một cái gì màu đen. Này, cậu muốn hỏi tôi điều gì à? Hỏi gì? Cậu có thể gọi tôi bằng điện thoại bình thường đúng không? À, ông có thể gọi tôi điện thoại bình thường chứ.
đúng không? Sao cũng được. Đồ chơi của trẻ con. Chẳng còn ai. Ngoại trừ tôi à? Và cậu. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều những vụ cháy trong đời mình. Nhưng mà vụ cháy đấy thật là kinh khủng à. Như vậy là có liên quan đến cái vụ cháy hôm trước nhá. Có liên quan đến cái vụ cháy hôm trước mà rất nhiều người trong căn hộ chết đấy. Chẳng còn gì ở đó nữa đâu. Chúng ta sẽ làm gì không khi không còn cha Lauren đây? Tại bọn này là bọn phóng hỏa à? Anh em có nhớ giúp tôi được không? Tại vì là tôi, đầu óc tôi bây giờ nó già rồi, nó khó nhớ. Anh em có nhớ là khi chúng ta đọc báo thì nó bảo là những cái người trong tòa nhà đấy là được dẫn dắt bởi một người tên là gì không nhỉ? Mà tôi không nhớ chi tiết cái bài báo đấy. Nó nói là những cái người trong tòa nhà đấy, những cái người trong tòa nhà đấy được dẫn dắt bởi ai nhỉ? Bọn này nó lại bảo là chúng ta sẽ làm gì nếu không có cha Lauren. La. Ờ, La là chính là Lauren rồi. Nếu mà La thì có thể là viết tắt của Lauren, của Lauren này chăng? Bởi vì anh em nhìn này, chữ Lauren này bắt đầu cũng là chữ La mà. Có lẽ nào là như vậy. Chứ ông đấy cũng chính là người chết trong vụ cháy mà. Cho nên là bọn này mới bảo là gì chứ? Chả hiểu. Ông ta có để lại thứ gì không? Bà ta có nói với cậu không? Sao? Bà ta không còn nói chuyện với tôi sau vụ cháy. Lila ấy. À không, cô ấy thì đúng hơn. Đang nói về Lila đấy. Thế Lila vẫn nói chuyện với cậu chứ? Không, buồn. Đéo gì đấy? Buồn. Buồn cơ mà. Rồi, mình phải thể hiện là mình buồn. Như vậy là cậu cũng thế à? Tôi đoán là chúng ta ở trong tình trạng giống nhau rồi cậu ạ, à, cậu bé ạ. À, khốn nạn. Ông nếu ông bảo sau khi mà rời khỏi một cái nhóm người thì ông ấy càng ngày càng trở nên kém may mắn. Bây giờ chỉ còn lại mình với ông ý thôi. Mình tên là William, bây giờ mới biết tên mình là William. Ôi trời, cười. Đéo. Trông cười. Cậu nói gì cơ? Không có gì. Chắc tôi tưởng tượng. Hè hè. Ông ta để lại một thứ. Lauren để lại một thứ cho cậu. Depot á. Ở ngay chỗ cái cầu. Ở chỗ coi như là cái xe lửa cũ à. Ông ta để lại cái gì? Cậu sẽ biết khi mà cậu nhìn thấy nó thôi. Mẹ khuyên. Một cái toa xe cũ à? Toa tàu cũ à? Ok. Thế bây giờ muốn đi ra cái toa xe cũ thì làm như nào, đi cái đường mẹ nào đây? Ui khiếp, đồ họa trong cái này nhìn thấy cái gì vậy? Cảm ơn anh em Dũng KT. Đâu, toa xe cũ đâu? Đây à? Đây à? Cái gì đây? Đây là cửa. Cậu đang ở đâu vậy? Ờ, William. Cậu nghĩ là cậu có thể lừa tôi à? Ờ, Lila. Tôi biết cậu có thể nghe thấy tôi. Cậu là cuộc sống của tôi, là sao? À đâu. Đây đang nói về con Lila ấy chứ. Anh biết em có thể nghe anh, nghe thấy anh. Em là cả cuộc đời của anh. À đây là con gái hay là đây là con gái ông ý nhỉ? Con gái của ông ý. Mẹ.
Bố không hiểu tại sao con lại chọn cái thằng bé đấy. Đúng không? Chắc là con gái của ông này chứ. Không hiểu, anh em thấy bọn bạch quỷ nó cứ ai với yêu khổ nhỉ. Việt Nam mình nó cũng có đại từ nhân xưng đàng hoàng, mình hiểu được luôn là vấn đề sẽ thế đéo nào. Mà tôi cũng không hiểu mối quan hệ như nào cơ. Xin con đấy, bố muốn gặp lại con một lần nữa. Có thể thằng khốn nạn đấy đã bắt con với cái cơ thể bẩn thỉu của nó. Nếu mà nó dám làm chuyện đó với hắn đã làm chuyện đó với con chưa, công chúa của bố? Đừng lo, bố sẽ giải thoát con khỏi hắn ta. Này, đoạn này cái câu này là "and you can have me instead" này có nghĩa là và con có thể có bố thay vào à? Hay là không phải là bố con mà là cái câu này giống như kiểu là anh sẽ giết nó để anh thay thế? Em hiểu lắm. Rốt cuộc là ông bố hay là đây là hay là daddy hay là thế nào? Thằng kia sao mày dám ăn cắp con bé khỏi tao? Là sao? Cảm ơn em Dũng cô teo. Lão bảo là lão sẽ chia rẽ con bé khỏi mình. Thế nào sao tự nhiên mình đi ra đây mình lại nghe thấy thằng cha nó lẩm bẩm cái đấy nhỉ? Chết. Cái gì đấy? Nấp, có người đi tuần. Assassin's Creed mẹ nó rồi. Ôi rồi. Thôi. Đây có phải là cái toa xe cũ không? Nhìn cái đồ họa ấy tôi còn không biết là tôi đang ở cái chỗ nào đi. Khổ tần tồi. Tôi phải không để thằng kia đâu nhìn thấy mình. Bình tĩnh đã, không để thằng kia đâu nhìn thấy mình đã. Rồi, chuẩn bị ra đây đấy. Tiến lên luôn. Ôi, chết tôi rồi. Ông làm gì tôi? Làm nhau gì luôn? Đúng rồi, mình đến chỗ toa tàu cũ thật. Kia là lão bảo vệ. Như vậy tôi phải làm nào trốn được khỏi thằng cha này, đi ra cái chỗ kia thì mới lấy được cái món đồ và một cái thằng cha Lauren, một ông cha Lauren đã để lại. Đấy là mình phải đi cẩn thận. Không phải đi quá vội. Đợi thằng kia nó đi hẳn thằng này đã xong mình mới tiến lên đây. Bấm space để xem tương tác vật gì. Đúng rồi. Từ từ đã, để tôi phải trốn khỏi thằng này đã. Lại bị kêu chịu được. Đây, đúng rồi, ấn space nó chỉ có cái cửa ấy thôi mà. Đấy, phải làm nào để giết thằng kia xong đi ra chỗ này. Từ từ đã. Ôi, mới chả khủng.
Làm nhau gì luôn Nếu mình mở được cửa thôi, đây là thằng khác à? Đây là thằng khác. Một khúc xương nhỏ thuộc về một con thú nhỏ. Ê, thôi. Tôi cũng đéo hiểu là tôi đang chơi cái gì đây. Game ảo ma Canada. Thì tôi quán qua thằng này đã. Nó sẽ quay lại đây, nó sẽ đi xuống đây. Kéo đi hẳn xuống đây đã. Đây. Làm gì nhau? Làm gì nhau? Nhảy. Rồi. Ôi chết rồi. Thế nhở? Mình bị đi hơi sớm, bình tĩnh đã. Rồi. Nhanh. Rồi. Đau cả mắt. Nhanh. Nào, con mẹ nó còn thay đổi camera kìa, con mẹ mày à, thằng con game điên này. Thay đổi camera cất à. Mẹ game là ngu đéo chịu được, tôi thề với game luôn đấy. Mẹ đã làm đồ họa như cái cất rồi là còn thay đổi camera cho bố mày chơi à? Mẹ, người ta đang định vị cái hướng đi mẹ. Nó đổi mẹ camera thì nhìn thấy cái gì? Ừ thì cơ chế game ngày xưa thì đúng rồi. Mà vấn đề là mẹ, cơ chế game ngày xưa thì nó phải rõ để người ta còn nhìn chứ. Đây mẹ chứ. Nó thay đổi đúng cái lúc này thì đéo ai biết là thế nào. Rồi. Nhưng mà có vẻ tôi đi được lúc nãy là đúng đấy anh em ạ.
Đợi thằng kia nó đi ra hướng đằng này. Đó, sau thì mình vòng đằng này lên đoạn trên kia. Khó nhìn ấy. Thế rồi như tôi rồi à? Phải cứt. Đúng rồi, mày điên đấy đi con. Nhanh mẹ nó lên. Rồi sao? Cái gì ấy? Ôi ơi! Đi nhanh lên! Sao nó đuổi sau mày tôi kìa? Đi nhanh mày lên đi bộ ăn cất à! Là sao? Cái gì đấy? Lại là cô ta mặt đéo hay sao cưới đây? Ôi! Lão sở chắc mưu kìa! Quái vật à? Hả? Cái gì? Ông muốn nhìn thấy nó đến thế cơ à? Tốt. Cái gì đấy? Nó bảo mình, nó bảo lão kia là còn mất luôn đôi mắt luôn à? Ôi! Cái điều gì đấy? Con đấy nó lại ẩn ở bên trong cái boiler này, giống như kiểu là cái thùng ở đun nước ấy. Như vậy là có con quái vật kiểu quái vật ngoài hành tinh ấy. Nó ăn thịt người xong nó lại trốn ở trong đấy. Ông kia chết mẹ rồi. Nồi hơi à? Nồi hơi của tàu hỏa nhỉ? Đấy có khi đấy chính là Lila đấy. Như vậy có nghĩa là tôi hiểu rồi. Như vậy là lão già kia là đam mê em Lila, chứ không phải là em Lila là con gái lão ý. Mà là em Lila này, anh em đã từng xem cái có một cái bộ phim kinh dị. Tôi không nhớ là bộ phim kinh dị gì, nhưng mà của Tây Long ấy. Under Her Skin thì phải. Bộ phim kinh dị đấy là cũng có một con quỷ. Nó đội lốt bên ngoài là cô gái trẻ đẹp, xinh đẹp. Nhưng mà khi mà nó biến ra hình dạng thật của nó là nó sẽ ăn thịt một cái giống loài gì ấy. Under the her skin đúng không? Under the skin à? Đấy kiểu vậy. Tức là như vậy là em Lila này là quái vật đội lốt một em gái xinh đẹp. Khiến cho mẹ mấy lão kia là say mê đúng không? Thằng cha kia say mê nhưng không phải con gái lão ý. Đang hỏi là thế em đã cảm thấy thỏa mãn chưa, ấm kinh chứ? Ồ, Lila. Em đúng là một cô gái hư đốn. Anh không... Cái gì? Nó đang nói chuyện Lila này, nói chuyện với ai? Đây là The Empress này là ai? Đâu hiểu lắm. Nó bảo là không có... Nó nói một cái con số, chắc là cái mật mã của cái nhật ký à? Không phải, 43033. Thằng cha Loret khốn nạn. Và cả William cũng đã che giấu cái mật mã đấy. Bây giờ đây Lila. Chả hiểu đéo ấy. Thế nào? Tự nhiên là có một thằng nó tiết lộ cho tôi cái mật mã. Mật mã xong nó bảo là bây giờ chúng ta coi như là có thể dừng lại tại đây, kiểu dừng lại thôi ấy. Chả hiểu thế nào.
Hết game rồi. What the hell? Rất bố đời. Tỉnh dậy anh nhá. Mình còn có cái là đến trường nữa. Mình còn có cái đến trường nữa cơ. Từ đã. Còn có một cái đến trường nữa. Để tôi thử đến trường xem sao. Anh em có nhớ cái mật mã đấy không? Cho tôi biết cái mật mã là cái gì cái. À không, mà cái này là 4 số, cái kia là 6 số cơ. Lấy rác. Cái này tôi nghĩ là mình phải chơi nhiều ending để hiểu. Cảm ơn anh em. 43033. Rồi. Rất tức giận luôn cho bà sợ. Bố láo tôi à? Sợ chưa? Mình đang phải dọa ba đấy cơ mà. Sao lại thành là mình sợ là thế nào? À, bà Hút Chin đã nhận ra là mình có vẻ mặt không như bình thường. Cậu ổn chứ? William ơi. Ờ không, tôi ổn. Cảm ơn anh em Dũng Cu Teo. Bà kia chắc mẹ nếu như chuyện đó đang xảy ra. Thôi, đến trường. Trường xem có gặp em nào trông sợ. Nó mở thêm một địa điểm nhá. Con game này chúng ta càng trải qua nhiều ending thì nó càng mở thêm địa điểm. Chúng ta lại có một cái địa điểm ở cái đường Cotland đây này. Hình như là đây là cái căn hộ bị cháy thì phải. Hình như trong cái tờ báo tôi nhớ hình như đây là cái căn hộ bị cháy đây này. Thôi vào đến trường trước đi. Trường chả lớp. Ơ cái gì đây? Lại ra lục thùng rác là sao? Đợi đã. Mình vừa mới mở một cái trạng thái mới à? Man full soul. Là sao? Game này có điều chỉnh khuôn mặt. Nhưng mà chỉ tùy thuộc vào từng cái nói chuyện là mình có thể thể hiện được à? Một sinh viên. Cậu có nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài không? Chuyện này là sao nhỉ? À, có cảnh sát bên ngoài trường nhá. Đây là những cái cúp. Những cái phần thưởng được tặng cho Pablo Ramirez. Đây là cái phần thưởng dành cho Tanya Kennedy. Kinh quá nhở. Thành tích học tập giỏi. Rồi sao? Em này là ai? Rồi một ngày tôi cũng sẽ được thưởng phần thưởng thế này à. Tại sao cô gái như là Kennedy lại có thể có được nó sớm đến như thế cơ chứ? Hoặc là Martha Jennings cũng vậy. Đợt này mình không làm gì được rồi. Chỉ có đi vào trường, đi vào lớp thôi. Không khí trong trường đang khá là kỳ lạ. Cứ đi vào những cái cửa, đi vào cánh cửa như vậy nhưng lại xuất hiện ở những nơi khác nhau. What the hell? Cậu biết đấy, hôm nay tớ khóc. À, cậu lại như cũ à? Ý tớ là ổn thôi, lúc nào tớ chẳng khóc.
không phải vì chuyện đó đâu. Đây này đang tâm sự về mấy cái việc tức giận với lại suy nghĩ. Nếu cậu nhìn vào họ, họ sẽ biến mất. Và khi họ biến mất, cậu cũng sẽ biến mất. Vậy game này đúng kiểu vậy, thể loại game kiểu kiểu hack não anh em ạ. Có muốn soda không? Đéo ơi. Ơ. Này ra bên ngoài rồi. Quay lại. Ơ. Ừ, mẹ game đã đau mắt rồi còn đau cả não nữa kinh. Mấy nhóm mèo nói chuyện gì nữa? À, tức là bọn này đang bàn luận về cái bữa tiệc, về chuyện hút chích với lại rượu bia. Nói về một cái bữa tiệc ở nhà của Matt. Cảm ơn anh em San. Ôi giời, game đau não lại 50 đô, chưa đi ngủ à anh em San? Ôi đau não như này vẫn 50 đô à? Chết 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 chết. Đây thằng Matt đây, thằng tổ chức tiệc đây. Này. Nhìn thấy cậu đây thật là kỳ lạ. He he. Cuối cùng cũng đã quyết định là sẽ tục đi học à? Dọa luôn cho sợ. Mày là mày dám dọa tao? Thì đéo nó lại thành cười. Đang muốn thể hiện sự tức giận cơ mà. Nó cho tôi ít thời gian quá mẹ. Cậu cười cái quái gì vậy? Ờ. Mai đang tìm cậu đấy. Cậu biết lý do vì sao mà. Nếu mà là cậu ạ, thì tớ ở nhà đấy. Sẽ cẩn thận đấy, Win ạ. À, ta mình bị mấy thầy nó dọa anh em ạ. Mấy thầy nó dọa gì mình ấy. Có một thằng nó đang muốn tìm mình để đánh hay như nào đấy. Không biết. Đây là mấy cái tủ gì thôi. Mình là William đúng không? Khóa hết rồi. Phải có chìa khóa mới mở được cái tủ này. Game dị thật. Ôi dồi ôi, em nào đấy? Regina Home, xinh phết nhở? Win à? Anh đấy à? Xin chào tất cả mọi người. Cậu đang nghĩ cái quái gì cứ xuất hiện ở đây vậy? Jimmy đợi đã. Win ơi, anh đã ở đâu vậy? Tanya đâu? À, tự nhiên mình, tự nhiên khuôn mặt của mình không kiểm soát được. Nó đang trở thành cái điệu cười vớ vẩn, điệu cười ngu ngốc. À, bây giờ... Ôi, cái sao đây đang kiểm soát. Kiểm soát cơ mà. Không được, buồn. Ôi giời, sợ trông mặt mình lại trở thành vậy. Đéo hiểu, mặt mình đang tỏ ra một cái sự kinh tởm nó thì đéo nào. Thật trông rất là lạ. Nó hỏi mình là có biết gì không. À, tức là có một em gái có tên là Tanya bị mất tích gần đây, đáng lẽ mình phải tỏ ra buồn thì mình lại vẽ cái mặt như thế. Em gái đấy bị mất tích. Martha nói rằng cậu có thể biết cô ấy đang ở đâu. À, như vậy là Martha nói như vậy à? Ờ. Cô ấy đang ở chỗ phòng thầy hiệu trưởng và chắc là đang kể cho thầy hiệu trưởng về chuyện đó đấy. Bởi đó nghi tôi có thể là đã giết em Tanya, là bắt cóc em Tanya. Nó còn cái con Martha đấy còn đang định báo thầy hiệu trưởng. Phải đấy. Thầy hiệu trưởng đang muốn gặp anh. Win ạ. Ok, tôi đang trên đường đến đấy đây. Này, chuyện quái gì vậy? Chúng ta nói chuyện xong đéo đâu. Win, xin anh đấy. Đây, giờ tìm lớp học của Martha. Game bố đời phết nhỉ. Ơ, tưởng Martha đi rồi. Ừ, đúng rồi.
cũng có thể thằng này là giết người, nó biết là con đấy bị giết. Không, tôi nghĩ là không phải là thằng này giết, mà có thể là thằng này được giao cái nhiệm vụ là sẽ mang người đến cho cái con quái vật nó ở chỗ cái nồi hơi của cái xe, của cái tàu hỏa ấy. Đấy. Để cho con này nó ăn thịt. Con Lila ấy đúng không? Lớp 6, 10. Không biết lớp nào mà lớp con kia. Đây chăng? Chắc đây. Chắc ma tha đây. Không phải, đây là Early Cooper. Nó hỏi là chúng mình có quen nhau không, nói chuyện với nhau thế này. Đợi đã. Không phải là cậu ở bữa tiệc đó sao? Ừ, bữa tiệc của Matt ý. Khoảng một tháng trước ý. Chúng ta từng nói chuyện ở đấy rồi, có nhớ không? À, bữa tiệc ở số 29271 đường Firefox. Mình cũng đã ở đấy nhưng mình không biết cô gái này là ai. À, phải tỏ ra cười. Nhận ra phải cười. Cười, không được dọa. Cười cơ mà. Cười. Đúng rồi, nhận ra, giả vờ là nhận ra. Ái, xảy, ngon ngay. Early đã tin mình. Đấy là mình nhận ra. Tốt. Cậu đã ở đâu vậy? Cậu đã nghe tin chưa? Cô gái mà tớ đi cùng đến bữa tiệc ý, Tanya Kennedy ý. Không ai còn biết được cô ấy ở đâu nữa. Thấy à? À, mặt buồn. Được cái chứ. Giả buồn được đấy. Được. Ừ, tớ nhìn thấy xe cảnh sát ở bên ngoài và nó là một cái bí mật. Nhưng mà Martha Jerning đang ở phòng giám hiệu bây giờ đấy. Thế lớp học của Martha là số mấy? Martha, nó là... Đợi đã, tại sao cậu lại hỏi? Cô ấy có ở đây bây giờ đâu? À, bây giờ mình phải dọa. À không, mình cười, giả vờ cười. Giả vờ cười, lấy lòng bằng cách cười. Cười. Kiểu như là lấy lòng để hỏi cho dễ. Đẹp, cười lại là lạ với đau tôi chứ, thế phải làm thế nào? Early tỏ ra sợ hãi khi thấy mặt mình cười. Tớ xin lỗi, tớ cảm thấy không ổn khi nói chuyện với cậu. Cậu đi được không? Thế thì phải làm nào? Mẹ không lẽ dọa nó à? Mình hỏi tung tích đâu? Mình đang hỏi con lớp học của con Martha, chứ mình có hỏi tung tích của cái con mất tích nhau đâu anh em, bị làm sao đây? Đang hỏi con Martha là cái con mà nó đang... Cái con này nó nghi mình là có thể đã giết cái em Tanya đấy. Thế là nó đến phòng giám hiệu nó báo. Thì mình hỏi con này thì chả phải cười. Thế anh em định như nào? Ôi ôi, trông mặt kìa. Ừ, trông cái mặt trông cái... À, bạn cảm thấy rằng không thể tìm được lớp học của Martha. Phải ngạc nhiên á. Ừ, mình hỏi tung tích con Martha chứ phải hỏi tung tích con Tanya đéo đâu mà ngạc nhiên đéo gì. À, check auto save để loát lại. À, check auto save để loát lại. Loát. Đấy. Game gợi ý kinh phết đấy chứ. Rồi, lần này tôi sẽ làm thử mặt coi như là nó chỉ dẫn là bình thường nhưng mà ông để cười thì nó lại bảo là không bình thường à? Tức là cái vẻ mặt phải bình thường cái gì? Được rồi. Đầu tiên cái này là mình phải cười đã đúng không? Cười cứ ba. Rồi. Cười thế này thì quá đẹp thế nào nữa. Rồi, early. Nào thế anh em đã chốt chưa? Là mặt mình khi mà hỏi về cái chỗ của Martha là theo anh em là mặt tôi phải như nào nào? Mặt tôi phải cười, phải tức giận hay là phải buồn hay là như thế nào? Cười này cũng đến đâu. Em bị tin rồi kìa. Để yên mặt bình thường à? Rồi, mặt bình thường nhá.
Rồi. Hỏi số đây. Mặt bình thường nhé. Đây, tôi để mặt bình thường đây. Không làm gì nhá, nêu chờ nhá. Bình thường này không làm gì nữa luôn này. Mặt của bạn tỏ ra bình thường. À ngon, được, được, có vẻ chuẩn đấy. Có vẻ đổ đấy anh ạ, để bình thường thôi. Phòng 430, cửa ở... ở ngay, cái cửa ngay gần lớp này. Úi dồi, khiếp, bây giờ vào mặt bất ngờ rồi không? Cậu chắc chứ? À, tớ đã thử vào lớp đấy rồi mà. Ừ, tớ chắc chắn đấy. Hãy cứ kiểm tra lại cái biển lớp là biết. Rồi, phòng 430. Ngon, 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 ngon. Game. Con game này công nhận khác lạ phết. 430 là phòng đéo nào? Ơ, từ từ, không phải. Có mấy anh em cao. Đây à? Ủa, cái gì đấy? Cơ mặt ạ, khiếp, giật cả mình. Để phòng y tế sao? Ừ, ngay bên cạnh, nhưng mà ngay bên cạnh nó có hiện ở ngay đâu đéo đâu. Đây à? 430 đúng không? Ở đây 430 đây. Sao lại tội đi ra từ đây nhỉ? Yeah. Khử em này rồi. Nhiệm vụ mới của mình là tìm căn hộ của Ma Tha, chìa khóa căn hộ Ma Tha và tìm địa chỉ. Giết con này bịt đầu mối rồi. Mẹ thằng này là kiểu mẹ xuất hiện hàng loạt rồi. Chuyên đi bắt người cho quái vật ăn thịt à? Hay là chính nó là quái vật nhỉ? Hay là chính nó là quái vật nhỉ? Nó tưởng tượng mình là quái vật, nhưng thực ra nó giết người. Ma Thơ Gen Ninh đây rồi. Đường 12740 Birdwood. Ok, có địa chỉ rồi này. Bây giờ chúng ta cần chìa khóa. Đây, ví đây. Nếu như anh em nào mà thấy hơi khó nhìn thì đây là cái túi, cái cặp đi học của em Ma Tha đây. Chìa khóa đây. Ok, đã xong. Ma Tha is dead lại 50 đô, cảm ơn anh em San. Bây giờ mình có nhiệm vụ mới là nói chuyện với Ma Tha ở trên gác thượng. Nó lên gác thượng gặp Ma Tha. Anh em San thức khuya thế. Khiếp. Đã thức khuya lại còn donate nhiều chứ. Thế mới hay. Thế con Ma Tha nào đâu? Ơ, xin chào Ma Tha. Cười 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 cười. Đấy, khuôn mặt tỏ ra rất là dễ gần anh em hiểu không? Ma Tha sợ hãi. Lại phải bắt bình thường rồi. À không 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 không. Ma Tha Gen tớ không, nó gặp mình nó phải sợ chứ, bởi vì là nó đang nghi mình là giết người mà. Nếu gặp mình nó sẽ sợ. Mình có cười không nó cũng sợ thôi. Cậu làm gì ở đây vậy Win? Tớ muốn nói chuyện với cậu về một thứ mà thả. Cậu đã đến phòng giám hiệu chưa? Chưa. Tớ biết là cậu đã đến đó rồi. Cậu muốn gì vậy Win? À, tớ biết cậu là người cuối cùng đã coi như là gặp tiếp xúc với Tanya. Đó là tất cả. À, cậu nghĩ rằng là bọn tớ không biết chuyện xảy ra giữa hai người à? Cậu đã nói chuyện này với các sĩ quan cảnh sát chưa? Tại sao cậu... Ôi ôi, trả lời gãy. Ủa kinh. Mẹ trông cái mặt nó kìa. Ôi ngày tôi cũng không điều khiển gì nhá. Khiếp, mặt nhìn nó kinh thế. Trả lời gãy. Có, tớ nói rồi. Tớ nói rồi mà tớ chưa kể cho họ nhiều đâu. Tớ nghĩ là...
có một thám vị thám tử muốn gặp thám tử điều tra muốn gặp tớ ngày mai. Tên? Tớ không biết tên. Tớ chỉ nhớ là anh ta là người châu Á thôi. Hình như là họ Du. Tớ không biết nữa. Ngoài ra tại sao cậu... Đừng có đưa tung những mấy cái tin đồn vớ vẩn, thế là không tốt đâu mà thả. À, đó là cái coi như là biểu hiện của một người bạn không tồi đấy. Cậu hiểu không mà ta? Sao? Cậu nói với cái quái gì vậy? Cậu ổn chứ? Chuyện riêng xảy ra vậy William? À, tôi nói cho cậu biết. Chuyện đang xảy ra là mà... Ai kia? Này, thằng khốn nạn. À, có một anh đến cứu. Dọa. Ở đây thì nếu nào không kịp rồi lại thành mặt kinh tởm mới đau tôi. Dọa cơ mà. Tình huống rất là kỳ lạ. Mai bây giờ còn trở nên coi như là cảnh giác hơn. Tao đang tìm ở đây thằng khốn. Tàn nhà đâu? Mặt phải tỏ ra bình thường anh em ạ. À, ngạc nhiên. Mặt phải tỏ ra ngạc nhiên. Đấy, mình có biết đâu đúng không? Mình không biết, mình phải ngạc nhiên. Mặt ngạc nhiên chuẩn rồi anh em ạ. Mình tạo bộ mặt ngạc nhiên. Bạn gái tao đâu? Ủa, hóa ra là Tanya là bạn gái thanh niên này. Bạn gái tao đâu? Tao không biết mày đang nói về chuyện gì hết. À thế à? Đầu tiên, coi như là bạn gái tao hẹn hò với mày sau lưng tao. Sau đấy tao biết rằng bạn gái tao mất tích. Cả tuần qua thằng khốn ạ. Không thể nào có chuyện mày không biết được. Ngạc nhiên. Ờ, tao vẫn ngạc nhiên đấy làm đéo nhau. Ờ, tao vẫn ngạc nhiên trợn mắt đấy làm đéo nhau. Ờ, vẫn ngạc nhiên đấy. Ờ, làm gì nhau. Ờ, làm gì nhau. Ờ, đấy, thằng Mai thấy tôi ngạc nhiên. Thế là cũng tỏ ra cũng kiểu con phu chứ. Tức là cũng cảm thấy mẹ khó hiểu ấy. Đờ người ra mẹ luôn. Ờ. Anh kia chốc mẹ luôn, bối rối mẹ luôn, đéo biết cái gì luôn, đờ ra mẹ luôn. Ý mày là sao? Martha nói với tao là... Cô ấy nói dối về chuyện giữa bọn tao đấy. Không, tôi có nói dối đâu. Hay, được đấy, anh em thấy quả mặt ngạc nhiên chuẩn chỉ không? Mặt... bố của đóng diễn viên luôn chứ. Con này bị thằng kia nghi là con này nói dối mẹ luôn. Con này chính là đứa đã nói cho thầy biết là con kia hẹn hò riêng với mình, đi riêng mình ấy hả? Cảm ơn anh em MDP. Nghệ sĩ mà. Oscar luôn. Này, cậu có biết không? Thứ chúng ta ghét nhất với một người bạn là cái gì không? Chúng ta ghét những cái đứa mà coi như là những con chuột, những cái đứa mà kiểu tung tin ấy, những cái đứa phản bội ấy. Phải không hả Grab? Đấy, thằng Mai lại bối rối mẹ luôn. Thôi, thằng kia thôi đi. Martha làm người bạn. Cô ta không bao giờ nói bối rối bọn tao. Đúng không? Đương nhiên rồi, tớ không. Sao tớ lại có thể làm chuyện đó được? Cậu đang làm chuyện quái gì vậy Win? Tớ đã thấy cậu với cả coi như là cô ấy ở bữa tiệc. Và sau đó cậu biết. Và tớ biết rằng là Tanya đi cùng với cậu. Kể từ đó là hai cậu mất tích luôn. Tại sao cậu không kể cho bọn tớ về chuyện đã xảy ra? Ngạc nhiên cơ mà. Mặt tỏ ra bình thường ạ. Điều kịp chỉnh cổ. Mặt bình thường rồi. Phải ngạc nhiên chứ. Cảm ơn anh em san lại 50 đô. Phải...
thế mới cày chứ. À, thằng kia nó bảo là mày đừng có giả vờ. Đó là lỗi của tao, và tao cũng biết chuyện đó. Chỉ là vấn đề thời gian. À, đấy là lỗi của mày chứ. Mày biết đấy, đó lỗi của mày. Tao biết chuyện đó, và chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tao tìm được bạn gái tao đang ở đâu. Mày không tìm được đâu. Hả? Ít nhất là nếu như mày cứ tỏ ra cái thái độ như vậy, mày không tin được bạn gái mày đâu. Có thể mày nói đúng. Ôi cười kìa. Thế đéo nào cười mẹ rồi. Dù mày có nói như vậy chăng nữa thì cũng không thể ngăn lại được tao. Là sẽ coi như đánh cho mày vãi cứt ra đâu. Ô, cho đến khi mày dám, mày chịu khai. À, mày ơi. Ôi đập nhau rồi. Ôi rồi. Ôi rồi. Ôi rồi ôi. Vâng, tôi bị nó đấm cho nằm sóng xoài mẹ dưới đất rồi anh em ạ. Mẹ thằng mất dây. Đấm đau quá mẹ. Khổ. Mình phải dậy thôi. Bạn có nhiệm vụ mới là đến căn hộ của ma tha. À. Không phải loát lại anh em, không phải loát lại. Chuyện bình thường mà. Không phải loát lại làm gì. Đấm nhắm mẹ cả mắt. Chết cười của game. Nào, đến căn hộ ma tha xem nào. Đây, 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 đây. Thịnh Hoàng giết nó đi chú. Ma tha ý chú. Vâng. Biết là các cháu bây giờ bạo lực thế. Không biết cái gì đấy. Đây là ai? Ô. Sao ở trường cũng có phòng đun nước hay là phòng là sao? Lão Frank đã bảo là cái phòng đun nước không được phép vào. À, ta chỉ đùa thôi, xin chào Lila. Như vậy có vẻ tôi hiểu rồi anh em ơi. Có vẻ là con Lila này nó ẩn náu bên trong thân xác của thằng William này. Thằng cha Frank này biết. Nó đang nói chuyện với mình và nó gọi mình chính là Lila luôn. Như vậy là tôi hiểu cái đoạn trước khi mà đưa lão kia đến chỗ cái nồi hơi rồi. Tức là cái thằng cha mà nấp dưới nồi hơi ấy. Cái thằng cha mà Empress ấy, cái gì đấy, là thằng cha ăn thịt cái lão kia, còn mình là Lila. Tức là giống kiểu Lila nó là một cái đứa nó ký sinh vào mình ấy. Lila chắc chắn là tên con gái, không thể nào có tên con trai Lila được. Mà anh em có nhớ không, tức là ở khi mà nói chuyện với cả cái thằng cha ở bên trong cái chỗ lò hơi, nó còn nói với mình là Lila cô đúng là một cô gái hư mà. Nhớ không? Đấy. Như vậy nhưng mà cứ hơi khó hiểu nhá. Hơi khó hiểu ở đây là tại sao cái lão già lần trước cái lão lại si mê Lila. Như vậy nghĩa là con Lila này nó có thể thực hiện được nhiều dạng thức à? Nó có thể ở dạng thức một thằng đàn ông như là William, mà nó cũng có thể ở một cái dạng thức một cô gái xinh đẹp. Thế là nó, thế là lão cái lão già lúc đầu ấy là bị kiểu hấp dẫn. Hay lại đa nhân cách giống như ma tha. Không phải, cái này không phải đa nhân cách anh em ạ. Cái này là kiểu cái này là giống kiểu Radar Gông với Marika. Ừ. Đéo hiểu sự này, chơi game nó cũng liên quan đến nhau thì đéo nào nhỉ. Đúng rồi, mẹ Radar Gông với Marika. Đây là ai đã hỏi đây. Nhưng mà lão Frank này lại biết tung tích của mình nhá, biết danh tính của bé Lila. Xong lại hỏi là cô đã nhận được cuộc gọi của hắn ta chưa. Chuyện này liên quan gì hết ông? Không sao.
Không cần phải tỏ ra coi tức bực tức giận như vậy đâu Lila. Sau tất cả, cô chính là cái người đã tới đây. Đừng có bị lạc ở trong phòng đun. Là sao? Nó bảo mình nghe cái gì? Cứ đứng ở bên cạnh mỗi cánh cửa và nghe mà xem. He he. Cô định làm gì với cô gái ấy à? Cái cô gái mà ẩn náu ở trong những cái nồi hơi ấy. Đừng có nói về chuyện ông nghĩ là ông biết. Ông già ngu ngốc. He he. Ừ. Là nào? Mình game khó hiểu vãi đái ạ. Nhiệm vụ mới của mình là tìm người gọi thứ hai thôi, từ từ đã. Tôi nghĩ là tôi có phải tạm dừng này đã. Mình quay về chỗ căn hộ của con ma tha đi đã. Xem mọi việc sẽ đến đâu đã. Biết đi ra khỏi trường như nào? À đây. Đi ra khỏi... Ai đây? Cậu có thấy ai đã đặt cái hình xích sở sticker con chó đa đa ở trên cái tủ của Matthew chưa? Tại sao cửa hàng vẫn còn bán những cái đồ vớ vẩn như vậy nhỉ? Ừ, con này kiểu dạng lại kinh... Ok, thế nó điên nào đấy? Đây, chắc ở đây. Đúng rồi. Ra khỏi trường đã. Đến bến xe buýt. Ma tha đây rồi. Đi. Đến nơi. Sao lại phải có cả... Lại còn phải có cả cốt à? Ngồi đây đợi xem có ai đó vào đã. Đây là cái cửa... Đây là cái cửa chung cư. Đây, có người nào đó đi vào thì mình sẽ đi ngay đằng sau là được. Dậy đi. Rồi, ấn cốt rồi. Được chưa? Vào theo luôn. Ôi dồi ôi. Đây là một ông cũng ở trong khu này. Chào buổi tối. Cậu trai trẻ. Xin lỗi vì tôi đã hỏi. Cậu sống ở đây à? Cười giả vờ cười tươi. Cười. Ừ, vâng, tôi sống ở đây đây. Ủa khiếp, mắt rung kìa. Rồi. Đấy, thân thiện ngay. Xoay. Ừ. Trông mình có vẻ thân thiện, nhưng mà lão kia vẫn bảo thật là kỳ lạ ám kinh chứ. Chúng tôi là một cộng đồng khá là gần gũi với nhau, và tôi chưa từng gặp cậu ở đây. Phải không nhỉ? À vâng, đúng rồi. Tôi xin lỗi. À, nhưng mà đang có một cái sự vụ, đó là có những cái bọn trẻ trâu nó đang cố gắng để vận chuyển ma túy đến đây. Lão kia lão tưởng mình chuyển ma túy đây à? Tôi... Sao lão này lão lại định coi như là gọi điện cho chủ nhà hỏi à? Thôi chết rồi, lão kia lão có số của chủ nhà hỏi rồi. Nó hỏi xem mình có ở đây không rồi. Tên cậu là gì? Thôi chết tôi rồi. Mình quyết định là rời khỏi đây trước khi mọi chuyện coi như là rồi. Không được. Ngày hôm nay không vào đây được. Lại phải auto save rồi.
Lát 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 lát. Này phải cười to à? Anh em cho hỏi bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Bây giờ theo anh em mà chúng ta nên thể hiện cảm xúc gì nào? Bây giờ là cười mỉm đéo được rồi. Bây giờ không lẽ lại tỏ ra ngạc nhiên à? Ừ đúng rồi, ngạc nhiên. Ơ thì bác không thấy biết cháu à đúng không? Ngạc nhiên. Tôi nghĩ là mình nên ngạc nhiên. Không, nêu trợ không được. Mình phải ngạc nhiên kiểu ơ cháu ở đây suốt mà ấy. Thế bác không thấy cháu à ấy? Ngạc nhiên cơ mà. Con mẹ nó hiểu lại cười thế này mà là cười à? Lại. Nó khó chỉnh lắm, nó chỉ cho chúng ta một khoảng thời gian thôi anh em hiểu chưa? Mà mặt thằng này ý, là nó cứ kiểu như là nó chúng ta phải 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 ép cái mặt nó theo đúng cái cảm xúc mà trái ngược với việc nó định. Anh em hiểu chưa? Cho nên là nó rất là khó chứ có phải nó để yên mặt cho tôi chỉnh đéo đâu. Nó lại thế cơ. À đoạn này là cười thôi. Ngạc nhiên như nào nhỉ? Cái địch. Vâng, mặt tỏ ra bình thường anh em ạ. Không được rồi. Kêu bật easy mode để thêm thời gian thì đéo làm. À thế à, chứ bật easy mode nhá. Bật easy mode thì sao anh em lại chửi tôi là chơi bẩn với đéo gì. Rồi ok, easy mode nhá. Kiểm soát cảm xúc khó thật. Hồi easy mode cho nhanh nhá. Rồi. Này. Thoải mái không phải thời gian thời dùng gì đây, subscribe được chưa? Rồi. Mặt nó không bị kiểm soát rồi. Đấy, tỏ ra. Không được, được, subscribe này thôi. Đấy. Không được rồi. Vẫn không được. Phải há mồm ra à? Há mồm thật to ra á? Để tôi chỉnh thêm cho như thế nào. Phải dọa nó à? Mặt giận dữ à? Ok, được, khè nó luôn nhở? Thật. Sao thế này vẫn là sợ là thế đéo nào, thế này là dọa má sợ kê đéo gì. À đây 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 đây. Ông bố láo với tôi à? Ờ. Ờ. Mẹ tức giận ngay. Bố láo bố lếu. À sợ. Ờ tôi chưa gặp cậu trước đây bao giờ. Đây 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 là một cái cộng đồng như là gắn bó chứ là rất là kỳ lạ, chúng ta chưa gặp nhau. Ông có vấn đề với chuyện này không hả lão già kìa? Hứ? Cậu với cậu nói chuyện với ai vậy? Nhìn đây này thằng kia. À đây đây đây. Dọa tiếp hả? Đấy. Lão già bố lão à. Đấy. Lo chuyện của ông đấy. Và vẫn biến lão già. Ông muốn tôi bảo cắt ông à? Muốn tôi chém ông với phát không? Ôi giời ơi, lão già cái sợ cười ngay. Bố lão bố liếu, chuyện này là sao? À không, lão chưa sợ. Mày nghĩ mày có thể dọa được ai hả thằng đầu gấu kia? Mình bắt đầu đưa tay vào bên trong áo. Lão ta sợ.
Tránh xa tôi ra. Bố láo bố lêu. Tôi hy vọng là cậu sẽ rời khỏi nơi này. Bởi vì tôi sẽ gọi ngay đến số 911 khi tôi vào căn hộ của tôi. Cút rồi. Rồi, lão ta có vẻ gây chuyện nhưng mà kệ, tạm thời qua lão. Chút tự nhiên đỏ lên vậy. Hơi đỏ lòm này. Khiếp. Phòng của Martha là phòng nào đâu biết. Chắc đây. Đúng rồi. Đấy, anh em thấy 3D chưa? Bây giờ thành 3D luôn rồi này. Nhìn xung quanh tôi đã bảo với anh em game này nhìn tưởng 2D thực ra là 3D mà. Một bức tranh. Mình đang rình ở trong tủ, đợi con đấy về. Xong là xử luôn. Ơ này, thế này lại giống trong phần 1 à? À xong giống trong ca 1 à? Tôi chỉ là thằng sờ tát cơ. Còn em kia chính là em mẹ, coi như là em gái làm việc ở cửa hàng mẹ, cà phê. K1, K2 có sự liên kết phây ba rồi. Em kia về rồi à. Em kia về rồi. Còn tên mà anh em tôi chọn game mà nó đều có sự liên quan đến nhau hết mà. Đây rồi. Này gì? Ai vậy? Kinh không? Trông cái mặt cười rất nhẹ nhàng nhưng mà mẹ nhìn thấy sợ nhở. Bui gần đúng rồi cô Jenning ạ. Anh là ai? Trợn mắt lên và dọa thôi. Ôi chết, vừa mới tức giận như nào sao bây giờ lại thành smile là thì đéo nào. Đây. Mình tạo ra bộ mặt để mày tức giận. Kêu. Ai đó kêu. Nó đâm nổi sao ý. Biến hình đấy. Tôi biết ngay mà. Nó biến hình mà. Đợi đã. Tan nha. Sao là tan nha. Cậu đấy à? Con kia nó biến hình thành Tanya luôn. Nó biến hình luôn, con Lila kia nó có khả năng biến hình. Nó có thể biến thành bất cứ ai luôn, nó biến luôn thành con Tanya luôn. Hay là nó thôi miên nhỉ? Vẫn mặt như này mà. Hả? Tanya? Ui, trong cái mắt nó kinh quá. Hãy nhớ chuyện này. Tên tao là Lila. Ủa? Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Này là sao? Ủa? Bóp cổ à? Nó bóp cổ rồi. Martha is dead rồi. Ai? Ui cái gì đấy? Ui mẹ cái gì đấy? Tôi hiểu rồi. Nó ăn danh tính. Nó ăn luôn khuôn mặt, nó ăn danh tính luôn. Thật được, thằng cái con Lila này nó giết ai đó sao mà nó ăn luôn danh tính luôn. Tức là có thể là thằng William này và em Tanya và cả con này là đều bị nó giết. Sau đấy nó ăn luôn danh tính, nó ăn luôn mặt luôn ý. Mặt em kia là thành một cái chỗ trống rỗng lột ra luôn mà. Phải. Nó ăn cắp nhân dạng rồi. Game kinh vãi.
Đây là mình đang ở trên xe buýt đi về đúng không? Nhưng mà cũng hơi khó hiểu, nếu mà như vậy thì có nghĩa là cả cảnh sát này, nếu mà như vậy thì có nghĩa là cả William và Tanya trong đêm ngày hôm đấy có thể đi đâu đấy. Và trong đêm đấy là cả hai đều bị con Lila đấy nó bắt và nó giết chăng? Hay là William đã bị bắt và bị giết trước, sau đó con Lila nó mới giả dạng là William đến nó dẫn dụ con Tanya đi và giết tiếp con Tanya? Có lẽ nào nhỉ? Xong rồi sau đấy thì nó sử dụng vẻ ngoài của em Tanya là một em gái xinh đẹp để nó lừa tình cái lão già lúc đầu. Tất nhiên nó vẫn xưng tên nó là Lila thôi. Đấy, để nó lừa tình lão già lúc đầu chăng? Bởi vì là em Tanya mất tích cả tuần rồi mà. Có thể là nó đã lấy nhân dạng của Tanya để nó lừa tình lão già kia. Cảnh sát đang ở trước căn hộ mình rồi này. Cảnh sát đến căn hộ mình rồi này. Có khi nghi mình bố rồi. Này, đợi đã. Tên cậu là William Clark đúng không? Ồ. Dạ vâng, tôi đây ạ. Này Ted. Ted. Hả? Tôi nghĩ là chúng ta tìm được thằng này rồi. William Clark đúng không? Vâng. Tôi đây. Cậu sẽ cần phải đi cùng với chúng tôi. Đi vào trong xe ô tô nhé lại. Ồ, về đồn. Lila giả làm Tanya rồi dụ thằng Win. Rồi giả làm thằng Win nên tỉnh dậy Lila phải học biểu hiện. Ờ đúng, anh em XT nói cũng đúng. Mình vào phòng thẩm vấn rồi. Này Win, tôi là thanh tra cảnh sát Hurt Chin. Chúng ta vừa nói chuyện cách đây vài giờ nhớ không? Ừ, đúng anh em, giả thuyết của anh em XT chuẩn đấy. Tức là con Lila đầu tiên là nó đã giết Tanya trước. Xong nó giả dạng thành Tanya. Giả dạng thằng ta xong nó dụ thằng William. Nó dụ thằng William xong nó giết thằng William xong nó biến thành thằng William. Nói thế thì cũng hơi khó hiểu. Tại sao nó phải biến thành thằng William? Nếu như nó chỉ là dẫn dụ người ta đến chỗ của một đứa để nó ăn thịt, chỗ của cái thằng Empress để nó ăn thịt, thì việc gì nó phải giả dạng thành thằng William mày làm gì? Nó hoàn toàn có thể là đang ở cái dạng thức của Tanya, xong nó dẫn thằng William đi cho thằng William mất tích chết thôi, nhưng nó vẫn là Tanya. Như thế không phải là dễ dàng cho nó hơn à? Chứ bây giờ nó dẫn dụ thằng này đi, xong thằng này bị ăn thịt, xong nó biến thằng này, không phải là tự nhiên nó đi mẹ gây khó cho mình à? Đúng không? Tôi nghĩ là có thể liên quan đến cái chung cư bị cháy. Đúng, vẫn còn cái bài báo về chung cư bị cháy nữa. Cho nên là thôi rồi, hôm nay chúng ta chơi ở đây thôi anh em ạ. Game hay. Tôi sẽ còn chơi tiếp con game này để xem lại mọi việc như thế nào. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi và chúc anh em có những giấc mơ đẹp. Bye bye. See you again. Bye bye anh em. Bye bye.